Xin chào cả nhà à, Bữa giờ có một số anh em hỏi là có cái tép hắc tùng chớp nào Giá vừa phải không Chứ nhiều khi giá 1 triệu 9, 2 triệu tép thì khó sưu tầm Thì bữa nay thì em sẽ lên một clip để chia sẻ với anh em một cái tép hát tùng chớp à, Cây này thì nói chung là thân nó cũng khá là đẹp Và đặc biệt là nó đang có một cái mầm gốc nè mọi người Đó, đó còn một mầm gốc nha Và rễ rất là xanh khỏe Đang nhú rễ con nè rồi thằng này thì em tách được à, chắc cũng tầm cả chục ngày rồi mọi người à, rồi và cái cây này thì quan trọng là giá nó sẽ rẻ hơn mấy cây kia mọi người ha à, tép này hôm nay thì em quay clip lên để chia sẻ với anh em giá là một triệu tư mọi người nha một triệu tư ha rồi à, nói chung là nhanh gọn lẹ anh em nào chúng ta thấy chúng ta siêu tầm hát công chớp thì bình thường anh em siêu tầm một tép nó phải rơi vào chiều chín hai triệu tép nha này có một cái tép đây à, nó Em nghĩ là nó một tép to khỏe và đặc biệt là còn mầm để anh em về làm giống thoải mái ha. À, rồi. Đây hắc con chớp thì mọi người xem, cái thân lá của nó là nó sẽ lên cái kiểu chớp chớp này. À, đây nè. À, nói chung lúc ở trạng thái mầm hoặc là măng á, mọi người sẽ nhìn thấy cái cái đầu chớp ở cái mầm hoặc là cái măng nó nhìn sẽ rõ hơn. Khi mà thân trưởng thành thì cái mật độ sắc tố nó dạng ra anh em khó thấy. À, mà quan trọng nhất là có một tép giống giá cả phải chăng để anh em sưu tầm rồi và anh em chưa biết hát tùng chớp đẹp như thế nào thì đây mọi người cùng xem mặt hoa hát tùng chớp ha cây đột biến chớp tức là cái cây này thì cánh vàng lưỡi đỏ mọi người ha và quan trọng nhất là ở những cái phần cánh hoa là nó lên cái chớp đột biến đó, cái chớp này là chính là cái ăn tiền của cây hắc trùng chớp nha rất hiếm những cái cây lan cát là da nào mà cho ra được cái kiểu đột biến chớp và trong số đó thì cái cây hắc trùng chớp này là nổi tiếng nhất à, hoa to và hoa rất thơm thơm mùi gỗ đang hương mọi người nha à, và đặc biệt là cây này nó đẻ rất chậm một năm từ một tép thì nó chỉ đẻ lên một hai ngon lắm là giỏi lắm là ba tép thôi nên thành ra cái số lượng giống trong À, trong thị trường của cây này rất là thấp chính vì vậy là anh em uh, siêu tầm thì ngoài chúng ta chơi hoa đẹp ra thì nếu mà sau này anh em chăm được uh, nhân giống được thêm ta hoàn toàn có thể là chia sẻ làm kinh tế rất là ok mọi ha à, đó là lý do vì sao hát trùng chấm này nó được ưa chuộng đặc biệt là đối với những anh em ở tây nguyên hoặc là miền nam à, anh em miền bắc thì em thấy chơi địa nhiều hơn còn chủ yếu cái này thì uh, anh em miền nam người ta chơi nhiều nhưng mà bữa nay thì khi mà em bán những cái cây hắc chớp này thì anh em ngoài bắc cũng mua nhiều lắm mọi người đó nói chung hoa đẹp mà độc lại thì người ta mua thôi rồi xin cảm ơn mọi người nha tém này giá một triệu tư nha à, anh em nào thấy được clip thì chúng ta sưu tầm ủng hộ em nha rồi xin chào mọi người à, rồi cây chuẩn hoa chuẩn giống bảo hành đàng hoàng mọi người nha à, mọi người sưu tầm bên em cứ an tâm rồi hắc đồng chớp giá một triệu tư giá rẻ nha rồi xin chào mọi người ạ